Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Xe Sới Cỏ Hải Dương. Thì mới nhất trong ngày hôm nay thì em vừa mua về được một mẫu xe BMW 318i các bác nhé. Thì đối với dòng xe này thì động cơ của nó chỉ có 1.8 thôi, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Và động cơ là động cơ 4 máy nha anh em nhé. Và một mẫu sedan hộp số tự động có trang bị 6 túi khí an toàn phanh ABS. Kiểu dáng của dòng xe này thì chúng ta biết rồi, nó một cái dòng xe BMW từ đời 2002 cho đến đời 2005 giữ nguyên form như thế này. Và chiếc xe đã được nên bộ mâm na răng là na răng thể thao rồi nhá anh em nhá. Na răng thể thao rồi, BMW 318i, một cái mẫu xe rất là hợp lý với cái tầm tiền. Và bọn em đang chào bán mức giá là chỉ có 135 triệu đồng. Xe biển Hà Nội, tên công ty mất hóa đơn anh em nhá. Thì với cái mẫu xe này thì chúng ta để nguyên biển và giữ nguyên đăng ký đăng kiểm chúng ta sử dụng thôi, đăng kiểm là 6 tháng đăng kiểm một lần. Đấy, cam kết cho anh em là an ninh mọi thứ là đảm bảo 100%. Và với cái chiếc xe này thì về phần sơn si của xe và form dáng của xe không bị va chạm, không bị đâm đụng bất cứ đâu cả, keo chỉ di nguyên bản 100% thưa quý vị các bạn. Nên na răng đúc rồi, nốp náp còn dày cả dàn nhá anh em nhá. Nốp náp còn rất là dày luôn. Còn đây form của nó này, anh em nhìn này. Đây em sẽ đi lùng quanh cho anh em nhìn cái form của nó, soi được gương luôn. Đấy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó không va chạm, không va quệt gì cả. Cho nên là cái form của nó chúng ta đẹp đến những cái vành sơ cua hai bên lốp ở bên đằng trước đây thôi, chúng ta nhìn nhá. Nhìn nó căng đét luôn. Nó không va chạm, không va quệt gì cả, đèn đó còn rất là sáng. Và với cái dòng xe này thì bọn em đang bán với cái mức giá rất là hợp lý cho anh chị và các bạn để sở hữu một cái mẫu xe về đi che mưa che nắng, đi trong gia đình. Được chưa ạ? Nó được cái biển số Hà Nội rồi thì tất nhiên là đi đâu nó cũng tiện rồi. Thì đôi khi là anh em cũng không cần phải ra tên, giữ nguyên biển này chạy cũng được, phải không ạ? Xe rất là đẹp luôn, đăng kiểm còn rất là dài. Và em sẽ đăng kiểm mới cho anh em nhá. Xe đăng kiểm mới lại cho anh em, bởi vì nó cũng sắp hết rồi cho nên em nói là đăng kiểm còn rất là dài, bao đăng kiểm mới. Toàn bộ nội thất bên trong vẫn là nội thất zin nguyên bản theo xe luôn. Và em cũng sẽ cho anh chị và các bạn xem qua phần bên trong xe. Thì trước khi mà đến phần trong xe thì em muốn cho anh chị và các bạn xem qua một cái vòng chi tiết về bên ngoại thất của cái chiếc xe này, về phần sơn của xe để cho anh em nắm được. Rất là bóng phải không ạ? Đèn đóm rất là sáng. Và toàn bộ những cái phần nẹp cửa này nó được mạ chrome. Mạ chrome này nó vẫn còn rất là sáng, bởi vì nó không bị va chạm va quệt gì đến những cái phần mạ chrome này cả, cho nên nhìn nó rất là ok. Được chưa ạ? Và chạy con này thì đầm và chắc, điều hòa mát. Chạy đầm xe, chắc xe, điều hòa mát. Và em sẽ cho anh chị và các bạn xem qua luôn bên trong nội thất xe nhá. Thì con này là vô lăng 4 chấu BMW 318i. Con này vô lăng là vô lăng 4 chấu có tích hợp gương kính chỉnh điện. Keo chỉ là zin nguyên bản 100% các bác nhá. Đây, keo chỉ nó đây. Và cái dòng BMW 318i này thì nó có cả ghế điện. Và ghế điện nó không những một bên, nó là hai bên. Và nó còn ba vị trí nhờ ghế này. Đấy, ba vị trí nhờ ghế, bấm phát nó tự nhờ ghế này. Nó sẽ ngả và nó cũng sẽ nâng lên đúng như chúng ta đang chọn. Đấy, chúng ta thích chọn chế độ nào thì nó ở chế độ đấy. Bật đèn đây. Bật đèn ở đây nhé các bác nhá. Và đây là hộp số tự động. Có 4 tổng nâng hạ kính này, sử dụng điện. Điều hòa vẫn mát, mát rất là sâu luôn. Đấy, và anh em mua chiếc xe này về là chúng ta yên tâm rằng chúng ta chỉ việc đổ xăng chạy thôi. Còn lại mọi thứ thì gần như là hoàn hảo. Chúng ta về không cần phải làm hay không cần bảo dưỡng gì cả. Đây. Trang bị thì có nhiều túi khí an toàn nhé anh em nhé. Toàn bộ ghế da vẫn là ghế da xịn theo xe. Toàn bộ ghế da vẫn là ghế da xịn theo xe. Trần đã được may, đã được bọc cái trần ấy rồi, trần da rồi. Đấy, cho nên là chúng ta nếu mà chúng ta đi có bụi bặm gì chúng ta chỉ cần lau một phát thôi là sạch. Được chưa ạ? Và anh chị và các bạn đang có nhu cầu và đang quan tâm đến cái dòng xe này thì có thể là alo trực tiếp cho em Minh. Số điện thoại của em là 0852 555 555 và 0966 668 121. Toàn bộ đằng sau cốp của nó là keo chỉ cũng là nguyên bản của nó nhé anh em nhé.
Và bên trong này chúng ta có cái đồ để chúng ta tháo nốt, tháo niếc ra để mỗi khi là lốp nó bị xịt. Lớp sơ cua đầy đủ hết đây. Lớp sơ cua đầy đủ hết, gầm bệ của nó thì không có mục mọt gì đâu nhé anh em nhé. Đây gầm bệ của nó đây, nó không có bị mục mọt gì cả. Bởi vì cái dòng BMW 318i này, cái tôn vỏ của nó rất là dày. Đấy, tôn vỏ nó rất là dày luôn. Và đặc biệt dòng xe này nó sử dụng cầu sau nhé anh em nhé. Cầu sau nghĩa cầu đẩy, cho nên là rất là khỏe. Mở cửa đóng mở cửa này chúng ta. Tất cả những cánh cửa đều đóng mở rất là nhẹ, bởi vì nó không bị mất một tí form nào cả, không bị va chạm va quệt gì về cái phần cửa giả của nó, cho nên nó đóng rất là chắc chắn và nghe cái tiếng đóng nó êm. Được chưa? Đây không gian xe lên rất là rộng rãi. Phải nói là chạy con xe này thì sướng hơn nhiều với những dòng xe của Hàn. Đấy. Cửa giả đóng rất là nhẹ luôn đấy anh em nhé. Đấy. Chúng ta nhìn form này. Đấy. Form này căng đét luôn. Sơn xi bóng cườm cả xe. Cái này nếu chúng ta mà có nhu cầu muốn lên màn hình thì cũng có thể lắp được màn hình Android luôn. Chúng ta có thể lắp được màn hình Android ở cái phần đầu đài nguyên bản theo xe này, có thể thay đổi. Được chưa ạ? Toàn bộ ghế là sử dụng là ghế điện hết. Đây em sẽ tua rộng và chúng ta nhìn không gian xe đây rất là rộng luôn. Đấy. Táp lô táp ni xe đây. Keo chỉ thì zin nguyên bản 100% nhé các bác nhé. BMW 318i. Đây máy của nó em sẽ lộ cho anh em nghe qua luôn máy đây. Cái phần vừa sáng nay em có hình ảnh chụp qua máy rồi, nhưng mà mỗi tội là bị giật, nó bị đứt cái đoạn dây cáp kia ra, đâm ra là bây giờ là không quay được vào phần khoang máy cho anh em nhé. Điều hòa đây. Điều hòa vẫn đang bật này. Đấy. Bật to lên này. Này gió trong này. Đấy. Đóng nóc này. Được chưa ạ? Toàn bộ những cái tay nắm mở cửa này chúng ta nó bằng da. Da mềm. Máy nổ rất là êm luôn, mỗi tội là không đặt được cabo lên cho anh em nghe qua cái tiếng máy của nó đây. Quạt gió đang hoạt động vì em đang bật cái điều hòa nhé anh em nhé. Đây là quạt gió đang hoạt động, em tắt điều hòa đi cho anh em nghe tiếng máy luôn này. Bật điều hòa lên thì nó sẽ hoạt động cái quạt gió. Đây, tắt nóc đi. Chúng ta nghe tiếng máy này. Đấy, anh em nghe rõ tiếng máy không đây? Máy nó rất là chất luôn, chạy thì cực kỳ khỏe. Đây em sẽ dí sát vào phần đằng đầu cho anh em nghe tiếng máy nhá. Đây. Và kể cả tất cả những cái hệ thống giằng bệ này, tất cả từ cái mép này này trở đi rồi là tất cả những cái mép này này, này keo chỉ của nó là vẫn còn nguyên bản luôn. Đây. Tất cả những cái đường mép này, tất cả những cái phần giằng như này ở đây. 100% là xe zin nguyên bản, không có bị va chạm va quệt gì cả. Anh em có thể qua trực tiếp cửa hàng tại địa chỉ đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương để có thể xem xe nhé. Và một lần nữa thì anh em nào mà đang quan tâm đến cái dòng xe này thì chúng ta có thể là nhắn tin cho em vào số Zalo 0852 555 555 và nhắn tin cho em sẽ full hình ảnh, full HD luôn gửi cho anh chị và các bạn chúng ta tham khảo và chúng ta cân đối với cái tài chính của mình chỉ có 135 triệu thôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn trong clip lần sau. Xin trân trọng cảm ơn.